Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Quan chức sai phạm không còn cơ hội hạ cánh an toàn. Làm sống lại công viên ở Hà Nội khó hay dễ? Bộ Y tế nói gì sau phản ánh của đại biểu Quốc hội về việc khó mua thiết bị? Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật. Và sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị chú ý đón xem. Quan chức sai phạm không còn cơ hội hạ cánh an toàn. Quý vị thân mến, quan chức sai phạm trong thời gian đương chức, dù đã nghỉ hưu bao lâu vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quan chức sai phạm trong thời gian đương chức, dù đã nghỉ hưu bao lâu vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là một thông điệp được tái khẳng định mạnh mẽ khi Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai là cựu bí thư tỉnh ủy Trần Đình Thành, 67 tuổi và cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái, 63 tuổi để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Trần Đình Thành làm bí thư tỉnh ủy Đồng Nai từ năm 2004 đến năm 2015. Còn ông Đinh Quốc Thái làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2019. Nếu ông Đinh Quốc Thái từng bị kỷ luật khiển trách vào năm 2018, thì ông Trần Đình Thành gần như chưa bị phát hiện tì vết gì cho đến ngày rời khỏi nhiệm sở. Thế nhưng, khi mở rộng điều tra các vụ án khuất tất tại tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng đã lần ra những hành vi mờ ám của cả hai cựu quan chức lừng lẫy một thời ở miền Đông Nam Bộ. Xưa nay, các quan chức đứng đầu địa phương thường có vẻ vô can trước những nhiễu nhương diễn ra trên địa bàn họ lãnh đạo. Nhất là sau khi họ nghỉ hưu thì xem như hạ cánh an toàn mà không sợ bị hồi tố. Hiện tại, với quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm của Đảng và Nhà nước thì quan chức sai phạm dù đã vui thú điền viên vẫn bị xử lý nghiêm khắc. Chủ trương ấy rất đúng đắn vì quan chức sai phạm không có quyền phủi tay nhẹ nhàng với những hệ lụy phức tạp mà họ gây ra cho cộng đồng. Quan chức sai phạm không còn cơ hội hạ cánh an toàn là một bước tiến quan trọng trong quá trình chấn chỉnh đội ngũ cán bộ để lấy lại niềm tin và đạo đức cho xã hội. Những đối tượng tha hóa dẫu khéo léo che đậy và tinh danh luồn lách cũng không thể nào rửa sạch bàn tay dơ bẩn quá khứ. Những đối tượng cậy quyền lực được giao phó mà tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong bóng tối thì vẫn phải cúi đầu trước ánh sáng công bằng. Những đối tượng khi đương chức dám manh động đứng trên luật pháp thì nghỉ hưu sẽ không thể thản nhiên đứng ngoài luật pháp. Cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực đã và đang thu được những kết quả nức lòng dạ dân chúng. Khái niệm hạ cánh an toàn không còn giá trị với quan chức sai phạm, thì tinh thần văn minh và tiến bộ càng được củng cố trên con đường đi lên của đất nước. Trước đây, không ít quan chức đã tranh thủ giai đoạn hoàng hôn nhiệm kỳ để phê duyệt hàng loạt dự án kém khả thi và hoàng loạt quyết định bổ nhiệm trái quy định, để lại nhiều tiếng bức tiếng chỉ nhức nhối. Bây giờ, quan chức muốn hạ cánh an toàn, cần tự răn đe bản thân bằng lời nhắc nhở lúc chuyến bay sắp đáp xuống phi trường của ngành hàng không, đề nghị quý khách trở về chỗ ngồi, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn trước mặt, mở tấm che cửa sổ và hạn chế sử dụng nhà vệ sinh. Làm sống lại công viên ở Hà Nội khó hay dễ? Thưa quý vị, mới đây, tại phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các đô thị, Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh chỉ đạo, trong năm 2023, phải làm sống lại công viên ở Hà Nội. Những ai đang sống ở thủ đô mới thấy, việc này ý nghĩa và quan trọng đến nhường nào, bởi hàng ngày chúng ta đang phải sống trong bầu không khí ngột ngạt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bất cứ ai ở Hà Nội khi bước ra khỏi nhà là rơi vào cảnh tắc đường, kẹt xe, hít khói bụi của các phương tiện. Các điểm quan trắc của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường liên tục cảnh báo không khí Hà Nội nhiều nơi bị ô nhiễm nặng ở mức đỏ, mức có hại, thậm chí có nhiều điểm ở mức nâu, mức nguy hiểm mà tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Rồi cả cuộc sống mưu sinh vất vả, hối hả để tồn tại được ở nơi mọi thứ đều đắt đỏ cũng khiến người mệt mỏi, cũng khiến nhiều người mệt mỏi. Chưa kể, ra đường chỉ va quẹt nhẹ hay to tiếng là khiến người ta sẵn sàng lao nhau. Vì thế, việc có những địa điểm, trong đó có công viên để cho mọi người thư giãn, tái tạo sức lao động là rất cần thiết. Trong quy hoạch tổng thể của mỗi thành phố, không chỉ riêng Việt Nam, công viên được coi là lá phổi xanh, là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân. Hà Nội cũng có những công viên được xây dựng với mục đích hướng tới cộng đồng như vậy. Ngoài 4 công viên do Hà Nội quản lý là Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo, Hòa Bình, thì thủ đô có khoảng 40 công viên, vườn hoa do cấp quận, huyện quản lý như Linh Đàm, Bắc Linh Đàm, Bà Mẫu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Đền Lừ. Dù có khá nhiều công viên, vườn hoa nhưng hiện nay phần lớn các công viên ở Hà Nội chưa thực hiện đúng công năng của mình.
người dân ít khi muốn đến đây vì nhiều lý do, nhưng dễ thấy nhất là nhàm chán, nhếch nhác và bẩn. Nhiều công viên rộng hàng chục hecta nằm ngay giữa trung tâm thủ đô, nhưng chủ yếu chỉ là nơi tập thể dục và dắt chó đi dạo của nhiều người. Vào các buổi sáng và chiều, chó được thả rông, không rõ mõm chạy tung tăng trong công viên, có những con to đến hàng chục kg, khiến mọi người vào công viên cảm thấy bất an khi mà thời gian qua chứng kiến rất nhiều vụ chó tấn công làm chết người. Nhiều nơi trong công viên bị biến thành bãi gửi xe, nhà hàng, nơi tổ chức tiệc cưới mà không phục vụ cho mục đích cộng đồng. Điển hình như tại công viên Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nhà hàng, quán bia, dịch vụ karaoke, sân bóng tennis lại mọc lên như nấm ngay cạnh giải đất cây xanh, vườn hoa ven hồ Linh Đàm. Không những thế, việc cho thuê, thu phí vào công viên cũng khiến nhiều người dân bức xúc như nghịch lý, thu vé quần dài, miễn phí quần đùi ở công viên Thống Nhất. Điều dễ thấy nhất ở hầu hết các công viên hiện nay là tình trạng xuống cấp trầm trọng, hoang hóa, thậm chí là nhếch nhác bẩn thỉu. Ngay tại công viên Thống Nhất, hàng rào bao quanh công viên hoen dỉ vì đây thường là nhà vệ sinh của những người kém ý thức. Có những nơi, mặc dù được đầu tư tiền duy tu, bảo trì hàng năm lên tới cả chục tỷ đồng, nhưng vườn hoa cây xanh vẫn bị bỏ quên, hoang hóa không được cắt tỉa như các vườn hoa cự khối, Thạch Bàn, Ngọc Thụy ở quận Long Biên mà báo chí phản ánh mới đây. Chủ trương làm sống lại công viên Hà Nội là việc làm cần thiết và đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Trước hết là việc phá bỏ các hàng rào, bỏ thu phí để công viên trở thành công viên mở gần gũi để mọi người dễ tiếp cận. Một số ý kiến, trong đó có cả lãnh đạo các công viên, do lo ngại việc phá bỏ hoàn toàn hàng rào sẽ khiến nhiều người ý thức kém dẫm lên thảm cỏ, cây xanh. Nhưng trên thực tế, chúng ta đều thấy có những công viên có hàng rào bao quanh ngay giữa thủ đô, có cả ban lãnh đạo cồng kềnh với hàng trăm công nhân nhưng cũng chưa quản lý tốt, vẫn để xảy ra nhan nhản tình trạng quanh hàng rào bẩn thỉu, nhếch nhác, xuống cấp là nơi tiểu bệnh, tiêm chích. Vậy thì việc giữ lại hàng rào cũng không ích gì, trong khi việc phá bỏ rào hoàn toàn có thể dễ dàng quản lý được bằng cách có nhiều lối mở đi vào công viên, như công viên các nước và thực tế ở khu vui chơi công cộng khác như Hồ Gươm, Hồ Tây. Và nếu cần thiết, việc quản lý bảo vệ khu vực xung quanh công viên có thể giao cho các phường xã tiếp giáp, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cơ sở. Hơn nữa, khi cả xã hội, các cơ quan, ban ngành đang hướng tới việc chuyển đổi số, thì việc quản lý công viên nên dần chuyển giao để máy móc, công nghệ làm thay con người, vừa cắt giảm được sức lao động và chi phí, vừa hướng tới sự văn minh hiện đại. Nhưng điều quan trọng hơn vẫn là phần lõi của công viên phải thực sự là điểm đến vui chơi, thư giãn và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Đó là việc bố trí hợp lý cảnh quan, tỷ lệ cây xanh, hồ nước một cách khoa học phù hợp, bố trí các khu vui chơi dành cho từng đối tượng như trẻ em, người lớn như thế nào để các trạm dừng nghỉ, khu dịch vụ một cách phù hợp. Một việc tưởng nhỏ nhưng công viên ở nước ngoài rất được chú trọng là các điểm vệ sinh, không để người dân mỏi mắt mà không tìm được nơi để chút nỗi buồn hoặc nếu có thì lại quá mất vệ sinh. Không ai dám vào. Cùng với đó là an ninh trong công viên cũng phải được quan tâm, từ việc chiếu sáng đến hệ thống camera, bảo vệ để mọi người vào mà không cảm thấy bất an. Sẽ có rất nhiều việc phải làm để làm sống lại công viên khi mà đa số các công viên hiện nay đang trong tình trạng đóng cả về hiện trạng và tư duy. Nhưng với quyết tâm của người đứng đầu thành phố Hà Nội cũng là mong muốn của tất cả cư dân đang sống ở thủ đô, chúng ta có quyền hy vọng công viên Hà Nội sớm hồi sinh, trở về đúng nghĩa là nơi vui chơi, giải trí và sinh hoạt của cộng đồng.